sau đây thì em test đôi loa Sony có mã là B33 AX nhé. Loa của mình đây nhé. Sony P33XAV nhé. Sau đây thì em sẽ test từng bên một cho mình nhé. Em sẽ test cho chiếc loa bên phải trước này. Đấy, bây giờ em sẽ đưa bass vào bass la nhé. Trên lối biệt ly khi qua hết mùa thu. Đây, bây giờ thì là tép nhá, tép rất là thanh nhá, rất sáng nhá. Bát này, ok này, tép ok này. Đây là loa phải nhá, em sẽ test cho chiếc loa trái cho mình nhá. Đấy, loa trái đây. Đời là bể sâu, em đâu quên hẹn ước. Anh đâu có biết em mỏi mòn chờ mong. Thì vừa rồi nhá, tiếp ra rất là rõ nhá. Đấy, tiếp ok này, bây giờ sẽ giảm bớt tác, tiếp để đưa bát nhá. Chiều thu buồn người về thêm tan nát. Vâng, đấy thì hai loa của mình đều hoạt động rất là ok. Bây giờ em sẽ đóng hàng để gửi đi cho anh nhé. Mọi chi tiết thì anh cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0966 594 581 nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh đã quan tâm và đặt hàng của bên em ạ. Kính chúc anh và gia đình của mình có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc nhé. Dạ vâng, em xin chào và hẹn gặp lại ạ.